Thời gian qua, tại tỉnh Đắk Lắk, nhiều người sử dụng các loại bằng cấp giả, bằng không hợp pháp để xin vào làm việc trong các cơ quan, tổ chức nhà nước, đã bị Phòng An ninh Chính trị Nội bộ của Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện xử lý. Đây là những văn bằng giả, bằng không hợp pháp vừa được Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra, phát hiện thu giữ. Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường thì rất khó nhận ra đâu là bằng thật, đâu là bằng giả. Bởi những thứ này được các đối tượng làm giả rất tinh vi. Sau khi có trong tay những tấm bằng giả này, nhiều người đã liều lĩnh nộp hồ sơ rồi thi và trúng tuyển vào các cơ quan, tổ chức nhà nước. Thời gian gần đây thì cái việc mua bán bằng giả trên xã hội nói chung và trên địa bàn Đắk Lắk nói riêng thì cũng có nhiều diễn ra nhiều vấn đề phức tạp. Các đối tượng ở các nơi thường đưa ra những cái tài khoản thông báo ở trên mạng xã hội và cho những số điện thoại để người dân liên hệ để mà thực hiện cái mua bán bằng giả, để thực hiện cái nhu cầu lợi ích cá nhân của từng cá nhân con người. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an và Ủy ban nhân tỉnh thì Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã xây dựng kế hoạch và triển khai các cái biện pháp để mà ra soát, xác định các cái cá nhân ở trong cái cơ quan nhà nước có thực hiện các cái mua bán các cái bằng giả để làm hợp thức hóa hồ sơ để được vào công tác trong các cơ quan nhà nước. Chỉ tính từ đầu năm 2020 đến nay, qua kiểm tra một số cơ quan đơn vị trong tỉnh, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện 33 trường hợp sử dụng bằng tốt nghiệp giả và bằng không hợp pháp. Trong đó có một bằng tốt nghiệp đại học giả, 11 bằng tốt nghiệp trung học phổ thông giả, 21 bằng tốt nghiệp trung học phổ thông không hợp pháp. Đáng nói là trong đó có 8 trường hợp đã sử dụng bằng không hợp pháp để ngồi vào những vị trí quan trọng ở một số cơ quan tổ chức. Thì nếu như cán bộ mà không đủ trình độ năng lực mà chúng ta bố trí không đúng về cái trình độ năng lực của họ thì rõ ràng là nó ảnh hưởng đến cái chất lượng công tác rất là lớn. Đặc biệt là một số cái ngành nghề mà nó có tính đặc thù, nó liên quan đến cái trình độ năng lực thì của người cán bộ phụ trách thì nó dẫn đến cái tác hại đối với xã hội tương đối cao. Ví dụ như là ngành y tế, nếu chúng ta mà không bố trí đủ trình độ năng lực của họ để họ thực hiện cái nhiệm vụ thì nó dẫn đến ảnh hưởng tác động trực tiếp đến cái tính mạng và sức khỏe của nhân dân. Và các cơ quan ban ngành khác, ví dụ như ngành giáo dục cũng là một cái đặc thù mà nếu chúng ta không coi trọng đến cái trình độ năng lực của cán bộ giáo viên thì dẫn đến là nó ảnh hưởng tác hại về cái sự đào tạo trong cái trước mắt và lâu dài. Qua công tác phát hiện, các cơ quan chức năng của tỉnh Đắk Lắk đã nghiêm túc xử lý, khai trừ ra khỏi đảng và buộc thôi việc một số trường hợp sử dụng bằng giả, bằng không hợp pháp.